Nếu như ai đó hỏi tôi rằng mạch ngầm của Bolero sống ở đâu, tôi sẽ trả lời rằng bất cứ nơi đâu. Từ những căn hẻm nhỏ chúng thị thành cho đến những nếp nhà tỉnh lẻ. Và không dừng lại ở đó, Bolero còn len lỏi theo từng tuyến xe liên tỉnh. Và nơi đó trong những cabin tài xế, có những người mà người bạn đồng hành tri kỷ của họ trong suốt những chặng đường dài. Chỉ là những giai điệu Bolero, chỉ là những chiếc đĩa nhạc mà họ đã nghe đến hàng trăm lần. Để rồi ngày hôm nay, khi bước ra khỏi chiếc cabin ấy, họ không còn là một tài xế xe tải đường trường nữa, mà họ nghiễm nhiên là một người nghệ sĩ đã ẩn khuất quá lâu đằng sau những vòng xoay của chiếc vô lăng. Và điều tôi muốn nói đến, đó chính là câu chuyện cuộc đời của anh Nguyễn Ngọc Lợi đây. Một tài xế xe tải đường dài rất bình dị, nhưng chính anh đã gây cho chúng tôi rất là nhiều điều bất ngờ ở vòng sơ tuyển khu vực Đà Nẵng, thưa quý vị. Người ta cứ nói với tôi là cánh tài xế thì hào hoa lắm. Tôi không nghĩ như vậy. Tại quý vị cứ thử tưởng tượng xem, giữa một khung cảnh bụi mù như thế, bữa ăn vội bên lề xa lộ, cái thế giới của mùi mồ hôi đàn ông quyện với xăng dầu, đâu có chỗ cho những ngón nghề lãng mạn. Đó là tôi nghĩ thế thôi. Cho đến khi solo cùng Bolero gặp gỡ Nguyễn Văn Thành, anh tài xế có tư phong của một tài tử. Và hai người bác tài, hai phần số khác nhau, với những con đường khác biệt. Và đêm nay chúng ta hãy xem như rằng họ đã tình cờ gặp nhau trên một chuyến xe định mệnh, để rồi dừng lại ở đây với sân khấu của solo cùng Bolero với chúng ta qua nhạc phẩm Thói Đời, như một lời tự sự của những kiếp phong trần. Thương đau đầy ải nhân gian, ai chưa qua chưa phải là người. Trong thói đời cười ra nước mắt, xưa trắng tay gọi tên bằng hữu, giờ giàu sang quên kẻ tâm giao, còn gian dối cho nhau. Người yêu ta rồi cũng xa ta, nên chung thân ta giận cuộc đời. Đôi mắt nào từng đêm buốt giá, bên chiếu chăn tình xa nhịp thở, liền đổi thay khi rủ cơn mê, để chua xót trên bước về. Rượu trần ai gợi niềm cay đắng, những suy tư in đậm đường hằn. Mình còn ai đâu để vui khi chót xa vũng lầy nhân thế. Họ ưu tư muộn phiền lên sam môi. Bạn quên ta, tình cũng quên ta, nên chân đêm thui thủi một mình, soi bóng đời bằng gương vỡ nát, nghe xót xa ngùi lên trong mắt. Đoạn buồn xa ta đã đi qua, ngày vui tới ta vẫn chờ. Soi bóng đời bằng gương vỡ nát, nghe xót xa ngùi lên trong mắt. Đoạn buồn xa ta đã đi qua, ngày vui tới ôi còn xa.
thương đau đầy ải nhân gian, ai chưa qua chưa phải là người. Trong thói đời cười ra nước mắt, xưa trắng tay gọi tên bằng hữu, giờ giàu sang quên kẻ tâm giao, còn giang dối cho nhau. Người yêu ta rồi cũng xa ta, nên chung thân ta dần cuộc đời. Đôi mắt nào từng đêm buốt giá, bên chiếu chăn tình xa nhịp thở, tiền đổi thay khi rủ cơn mê, để chua xót trên bước về. Rượu trần ai gọi niềm cay đắng, những suy tư in đắm đường hầm, mình còn ai đâu để vui khi chót xa vung lầy nhân thế. Có ưu tư buồn phiền lên sam môi, bạn quên ta tình cũng quên ta, nên chân đêm thui thủi một mình soi bóng đời bằng gương vỡ nát, nghe xót xa ngùi lên trong mắt, đoạn buồn xa ta đã đi qua, ngày vui tới ta vẫn chờ. Soi bóng đời bằng gương vỡ nát, nghe xót xa ngùi lên trong mắt, đoạn buồn xa ta đã đi qua, ngày vui tới ôi còn xa. Mời quý vị đến với phần nhận xét của ban giám khảo. Anh Phạm Văn Thành, tôi rất thích anh hát, bởi vì nó đong đầy cái cảm xúc trong cái giọng hát của anh. Cuối cùng anh có một giọng ngân rất đều và rất hay, mà lại dài nữa. Riêng Lợi thì tôi thấy vào một cái là đã đều ngay, và tôi xin chúc cho Lợi được thăng tiến trong ước mơ của Lợi. Vâng, và cũng tiếp tục với bác tài Văn Thành, thì có lẽ là tôi phải hỏi ý kiến của người anh song sinh của anh Thành là ca sĩ Vũ Khanh. Tại vì ngay từ vòng sơ tuyển của anh Khanh, là khi mà em nhìn thấy anh Thành thì tụi em đã ngầm gọi với nhau là cái anh tài xế Vũ Khanh ấy, tại vì cái hàng câu chì nó giống quá. Người nào mà có dâu tôi dễ có thiện cảm lắm. Giọng của anh chắc và sắc bén. Còn đối với tôi thì tiếng hát của anh Nguyễn Ngọc Lợi thì anh có một cái tình cảm rất tha thiết với bản nhạc. Nguyễn Ngọc Lợi thì anh Vũ Khanh nhận xét cái điều đó, Y Lan cũng rất là bằng lòng, rất là thích, nhưng mà cũng để ý về cái cách phát âm có bị hơi mờ. Đối với Thành, chị Y Lan nghĩ rằng là giọng của Thành đúng là chất giọng của bolero. Chỉ có một điều là chị Y Lan góp ý với lại Thành nhá, là khi Thành hát dáng những cái chữ đầu tiên của từng câu đó, em hay bị nhỏ lắm. Em nên vào thẳng cái nốt và phát âm của cái chữ đó nghe cho thật rõ ràng, để cho cái người nghe bị hấp hồn ngay. Xin cảm ơn hai em rất nhiều. Xin được cảm ơn chị Lan rất là nhiều. Một lần nữa xin được chúc mừng hai anh đã hoàn thành xuất sắc phần dự thi của mình. Thưa quý vị, thể thức giáp đấu là một thể thức vô cùng khốc liệt đối với bất kỳ một cuộc thi nào. Hai bác tài, hai phần số, một tiếng xe sẽ dừng lại tại đây. Và xin được chúc mừng bác tài Phạm.
Và chúng ta lại đến với một màn giáp đấu ngang tài ngang sức khác, Điệu Xu, anh chàng người dân tộc với một âm hưởng nguyên sơ của âm vực cồng chiêng. Và trong khi Tùng Anh là một anh chàng Nam Bộ với giọng hát rất là bình dị, rất là chân phương. Âm hưởng cồng chiêng từ lồng ngực của chàng trai miền Sơn Cước hay cái nét duyên bình dị của chàng công tử miệt vườn Nam Bộ sẽ chinh phục quý giám khảo và quý khán thính giả. Và xin mời quý vị, chúng ta hãy cùng đến với phần giáp đấu của Điểu Xu và Tùng Anh với nhạc phẩm Lời Đắng Cho Cuộc Tình. Thế có sao đâu khóc chi em cho phai má hồng được gì, giọt lệ này dành để mai đây về cùng người khóc giữa đêm vui, hơi đau mà xót thương thân ân ái giữa đôi ta có bao cách biệt chung chung. Người thì mộng một trời cao xa,
người thì còn trắng áo tay trơn, nên anh đã biết được ngày nay. Em ơi, anh vẫn biết rằng con chim quý phải ở lòng gió, nên anh không trách là em bội mà em ơi, anh chỉ trách em sao em không nói thật lòng mình, sao em gian dối để làm gì. Hãy nhìn một lần sâu chót trên ly bôi, uống đi em, sao em mất lệ nhạt nhòa. Cuộc tình nào rồi cùng đi qua, một đường tàu biết mấy sân ga. Xin em xem anh như một ga nhỏ dọc đường, xin em xem anh như một ga nhỏ dọc đường. Ý Lan nghĩ rằng là bài này lựa chọn cho hai giọng hát rất là tốt. Trước tiên là nói đến Điêu Xu. Mình thấy rằng Điêu Xu có một cái giọng hát nội lực vô cùng. Chỉ có một điều là em hát lại cho ban giám khảo chúng tôi được nghe câu xin em xem anh như một ga nhỏ dọc đường. Hát lại câu đó cho cô Ý Lan nghe đi cưng. Xin em xem anh như một ga nhỏ dọc đường. Bây giờ hát lại đó, nó tròn vẹn rồi. Nhưng mà lúc nãy thì cái chữ ga đó em buông ra, em lấy một chút đó, tự nhiên cái chữ ga nó trở thành chữ gã cái gì đó, thành thử ra nó không được rõ. Rồi bây giờ thì nói đến Tùng Anh bước ra chỉ vài nốt đầu tiên là tôi nhận thấy giọng hát của em trầm rồi rất là điềm đạm, và cái cảm xúc của em rất là đậm đà. Ngay cả cái đoạn thăng ở giữa em hát cũng rất đẹp. Cảm ơn em nhiều lắm Tùng Anh nhé. Thí sinh Điêu Xu, tôi có cảm tình với bạn ở những ngón tay bạn đưa ra. Rất hay. Nếu bạn hát tất cả những cái chữ ở trong câu đó có những cảm xúc nữa, tôi hy vọng rằng bạn đạt được những cái điều tốt đẹp hơn nữa. Còn thí sinh Tùng Anh, tiếng hát của bạn có sức lôi cuốn và truyền cảm lắm. Xin cảm ơn hai bạn. Xin cảm ơn anh Vũ Khanh. Thưa chị Lệ Thu, chị có thể thấy đây lại là một cái cuộc cạnh tranh tưởng như là đồng màu nhưng hai mảng màu đối lập, nội lực ư hay cảm xúc ướt át mướt mát. Quả thật cả hai anh đều rất là hay, rất là đẹp. Trước hết cho tôi có lời khen Điêu Xu hay là Điêu Xu hay là Điêu Xu. Tên này là không có đụng hàng. Là tại sao người Tây Nguyên mà lại hát lời lại rõ đến thế? Riêng anh Tùng Anh, ngay khi anh bước ra tôi đã thấy một cái chất nghệ sĩ ở trong anh. Nó đủng đỉnh, nó bất cần đời. Và khi anh cất lên, tất cả mọi người đều nồng nhiệt vỗ tay. Tôi xin chúc mừng hai anh. Thưa quý vị, với ca khúc Lời Đắng Cho Cuộc Tình, Quý Bình xin được công bố. Và người phải dừng lại. Phải nói rất tiếc cho Điêu Xu. Và xin được chúc mừng Tùng Anh. Quý vị, đối với solo cùng bolero thì điều gì cũng có thể xảy ra. Bởi chúng ta có thể tìm thấy tư chất sư phạm
trong một người nghệ sĩ hàng đầu hay là những danh ca. Và ngược lại, trong một giáo viên âm nhạc, chúng ta cũng có thể tìm thấy một người nghệ sĩ bolero thực thụ. Trường hợp của Như Ngọc đây, cô có đầy đủ những cơ sở lý luận để làm nền tảng cho những giọng hát tốt. Thế nhưng, khi bước ra khỏi những khuôn tắc, thì cô lại trở nên một nghệ sĩ tự do hơn bao giờ hết với dòng nhạc bolero. Nhưng không gian của âm nhạc, và một khi đó là bolero, thì vô tận và vô hạn. Nó có thể đến từ những thánh đường nghệ thuật, hay nó đến từ nghệ sĩ tính của một ca sĩ phòng trà. Nhưng mà không chỉ ở trong phòng trà mà người nghệ sĩ được tự do tuyệt đối với Phương Thảo. Đó là hàng đêm ca bất cứ điều gì được quý vị khán giả yêu cầu để nuôi sống ánh sáng hàng đêm của sân khấu phòng trà. Chỉ khi đêm về, đèn tắt, người ca sĩ còn lại một mình với mối tình giấu kín. Mà cho đến hôm nay trên sân khấu của solo cùng bolero, Phương Thảo mới thật sự được khóc, được hát, được tự tình và được tự do tuyệt đối với bolero. Xóa được buồn hôm nay, người phụ đời em khi đã khan chén tình say, để lại thương sầu, trót yêu nhau rồi sao nỡ đành làm khổ nhau. Như Ngọc là cái người hát bài này đầu tiên. Khi em bước từ bên cái lồng để em bước ra, thì một dáng dấp thanh cao rất đẹp của một người con gái Hà Nội. Em hát rất rõ chữ. Về vấn đề kỹ thuật thì ở cái cương vị của một giáo viên thanh nhạc thì chắc chắn là em đã phải hiểu biết là mình sẽ phải hát như thế nào để cho giữ vững vàng về phần kỹ thuật. Chỉ có một tí là mình nhìn thấy rằng là trong những nốt thấp nó thiếu cái sự đầy đặn và dày dặn. Cảm ơn cô ạ. Bây giờ thì đến Nguyễn Thị Phương Thảo, đẹp lắm đúng không quý vị? Dạ, bước ra với một cái chiếc áo dạ hội màu tím nhẹ nhàng, một hình dáng của một ca sĩ, rồi bên cạnh đó những cái nốt thấp của Phương Thảo đầy và dày, rất là tình cảm. Cô Ý Lan rất thích. Tôi phải xin nói thật, các thí sinh đã làm cho tôi ngạc nhiên. Tôi tưởng là tôi đang được tham dự một cái buổi ca nhạc, không phải là một cuộc dự thi. Trước hết tôi xin đề nghị với lại Như Ngọc là mình nên nở một nụ cười mỗi khi một ai nói về mình hoặc là nhìn bạn nhé. Về ca sĩ tự do Nguyễn Thị Phương Thảo, Thảo hát rất là đầy đặn. Bởi vậy cho nên cái cảm giác của tôi đó là khi tôi nghe Phương Thảo đó, tôi lẫn lộn là hay, thế sao mình lại đi ở phòng trà thế này. Đó là một lời khen của tôi đối với hai cô. Cảm ơn cô ạ.
hai thí sinh. Nếu mà để mà cho điểm cũng cả một sự khó khăn cho tôi lắm. Bên 8 lượng, bên nửa cân. Thí sinh Như Ngọc, cô có khả năng lôi cuốn khán giả khi nghe. Ngược lại thì là thí sinh Phương Thảo, đối với tôi là tôi thích những tiếng hát rõ và mạnh. Cô có những cái lợi điểm đó. Em cảm ơn ạ. Vâng, thưa nam giám khảo Vũ Khanh, và bây giờ là câu hỏi dành cho anh. Khi anh phải đứng trước hai cô gái mà anh nhận xét rằng bên 8 lạng người nửa cân, thì anh sẽ chọn 8 lạng hay nửa cân ạ? Cho tôi chọn, tại tôi chọn cả hai quá. Em biết trước anh nói vậy luôn á. Vâng, cảm ơn quý ban giám khảo. Và mặc dù là nam giám khảo Vũ Khanh muốn chọn cả hai, nhưng như tôi Miêu đã nói, đây là một cuộc thi với nguyên tắc đào thải của nó, và bắt buộc các giám khảo của chúng ta phải đi vào phần còn khó hơn cả phần thi, đó là quyết định số điểm cho hai thí sinh. Cùng một nhạc phẩm, hai tà áo tím, nhưng lại là một cuộc thi khốc liệt. Xin được chúc mừng. Thí sinh Phương Thảo. Thưa quý vị, đến với solo cùng Bolero là những câu chuyện, những phận đời hết sức đặc biệt. Và nếu như không được kể, không được hát, không được xoa dịu bằng những giai điệu của Bolero, thì có lẽ rằng những phận đời ấy chỉ âm thầm tồn tại bên lề cuộc sống của chúng ta, cũng như là những cánh cửa luôn khóa chặt và chứa đựng trong đó biết bao những tâm tư, biết bao những tự sự vô cùng phong phú. Nhưng tôi tin rằng là với thí sinh mà tôi đang giới thiệu trên sân khấu của solo cùng Bolero đây, thì không có cánh cửa nào mà không mở được. Đơn giản vì Vàng Âu Thiên Vũ là một người thợ sửa khóa. Anh là một người thợ sửa khóa và rất hãnh diện một cách hồn nhiên với nghề nghiệp của mình. Nhưng hãy cứ thử lắng nghe anh ấy hát một lần thôi, để thấy rằng đêm nay anh ấy có thể tài tình mở khóa lòng ngực của chính mình để thoát thai từ đó tiếng hát cõi lòng, và mở khóa luôn cả những kho tàng hoài niệm cảm xúc của quý vị khán giả cũng như quý ban giám khảo. Thưa với Thúy Miêu rằng, với thí sinh Bùi Thanh Quốc, một anh chàng bán mật ong thưa quý vị. Và tôi tin rằng anh sẽ ướp vào những ca khúc Bolero cái vị ngọt ngào của những dòng mật sóng sánh mà nó đã theo anh trên những bước đường mưu sinh. Hãy đâu dòng tố lan tràn,
lên gác tía huy hoàng siêu đổ theo nước mắt nàng. Còn đâu đâu lá ngọc cành vàng, còn đâu đâu quyền quý cao sang. Em hỡi em ngày xưa đó, đến bây giờ phiêu dạt giữa trần gian. Gặp tôi vẫn tiếng nhạc cung đàn, đợi tôi vẫn nghệ sĩ thanh thang. Em nhớ xưa rồi em khóc, tôi thoáng buồn thương dòng lê đại trang. Em nhớ xưa rồi em khóc, tôi thoáng buồn thương dòng lê đại trang. Bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe những nhận xét đánh giá từ phía ban giám khảo ạ. Chúng ta bàn đến tiếng hát của Thanh Quốc. Trước tiên là một giọng hát đầy nội lực. Nhờ không biết là bao nhiêu năm trời bán mật ong mà Thanh Quốc hát ngọt vô cùng, cho dẫu rằng là hát đầy nội lực mà tôi vẫn nghe được đầy đủ tình cảm trong đó, và phát âm rất là rõ ràng. Chúc mừng em. Bây giờ cô Hy Lan nói qua đến Thiên Dũ.
một người thợ sửa ổ khóa. Khi cất tiếng hát lên, hình như là những ổ khóa của trái tim của chúng tôi đã được tháo mở rồi. Là bởi vì khi Thiên Dũ hát với tất cả sự chân thành của trái tim mình, không màu mè, không cố gắng. Tuy nhiên nhắc em, giọng hát của em không thể nào đi ra khỏi ngoài dòng nhạc bolero, tại vì nó chắc ăn đến với dòng nhạc bolero 100%. Tiếng hát của thí sinh Bùi Thanh Quốc, Y Lan nói hết rồi, nhưng mà tôi chỉ đề nghị rằng là tiếng hát của Thanh Quốc uống nhiều thêm mật ong nữa vào. Vàn Âu Thiên Dũ, nhắm mắt lại nghe tiếng hát này, tôi cảm thấy tiếng hát này đưa tâm hồn tôi vào bản nhạc. Và tôi cũng chia sẻ để con đường rộng mở cho tiếng hát này sẽ còn sáng nhiều lắm. Xin chúc mừng Thiên Dũ. Về giọng hát của anh Quốc, gọn và nhanh. Những cái lúc mà anh xuống giọng khàn đó, anh cố tình hay là anh bị khàn? Đúng rồi, dạ con cố tình xử lý ạ. Và anh có biết rằng anh cũng làm cho cái sự xúc động của tôi dâng cao, gần ứa nước mắt ra. Anh Vạn Âu Thiên Dũ, anh cũng hát hay lắm anh ạ. Tôi nói thật, cái đường đi của anh dài lắm. Anh sẽ đi đôi hia bảy dặm đấy. Lúc đó tôi sợ rằng không còn ai chữa khóa nữa. Quả thật mà anh muốn bước vào thế giới của chúng tôi đó, nên tìm một cái tên cho nó dễ nhớ, dễ nghe. Vạn Âu Thiên Dũ. Nếu không có những cái chữ mà nhắc tên của anh thì thú thật, bố tôi cũng không nhớ ra được. Tôi có một điều lưu ý, tất cả những cái người mà đứng trên sân khấu đó, luôn luôn đừng hạ tiện nụ cười với khán giả. Sự đề nghị của chị Lê Thu như vậy tôi đồng ý, và muốn được nhắc nhở thêm nữa cho các bạn, đừng hạ tiện với tiếng những nụ cười đối với chúng tôi, là bởi vì mình làm như vậy mình tạo cho mình căng thẳng thêm. Xin cảm ơn các bạn. Dạ con cũng xin thưa ban giám khảo, xin thưa quý vị khán giả, thật ra là Vũ thì sinh ra thì trước khi Vũ, mẹ Vũ mang thai thì cha đã mất. Cho nên mẹ có nghe một cái tuồng mà Xin Một Lần Yêu Nhau thì có một cái gọi đó là Âu Thiên Vũ. Còn họ thì là họ Vạn. Khi mà Vũ được 17 tuổi thì mẹ cũng mất luôn. Đó là một cái câu chuyện buồn của Vũ. Cho nên Vũ ít khi mà bước ra ngoài đời Vũ cười được. Thưa quý vị, và với những tình cảm mà quý vị cũng như là ban giám khảo đã dành cho hai thí sinh, thì không biết rằng có ai trong hai thí sinh này sẽ phải rời cuộc chơi hay không. Chúc mừng anh thật quá Thiên Dũ, bạn sẽ bước vào vòng chung kết của Solo của Bolero 2016. Trả lại chẳng sao.
trọn đời yêu em. Sao nỡ đành lòng nào lại quên, câu tình yêu giữ không nhạt màu, câu mình thương đến khi mạc đầu, bây giờ trả lại mà có thể ngờ được giọng hát vừa rồi quý vị vừa thưởng thức lại đến từ một cô gái đã quen với làn hơi giọng cổ mà Miu không có chờ được phải bay liền ra sân khấu. Nói Seri ơi, chị không có tin được là từ cổ nhạc mà chuyển qua tân nhạc có khó không em? Dạ em thấy cũng khó chị, tại vì em là người miền Nam, em chuyên hát về giọng cổ, nhưng mà khi em phát âm giọng Bắc á thì em phải cố gắng trao luyện rất là nhiều, chỉnh sửa theo cái tiếng người miền Bắc rất là nhiều. Giờ em ca thử một câu giọng cổ nghe chơi. Nói giọng Nam luôn nha. Sơn ơi, đây là giọng nước mắt là trái tim đau, xin ân cần lao lệ cho nhau một lần sau cuối. Rồi Sơn sẽ dấn thân vào trong gió bụi, còn em trở lại biên cương chờ đợi gió thu về. Tiếng hát của Seri, thường thường những người hát vọng cổ là những người có những làn hơi dài, cô có được những cái lời đó, nhưng mà chuyển qua tân nhạc cô cần phải thêm một chất giọng tình cảm hơn nữa. Em hát cái lúc cuối em ngân á, nó cứ tuột dần, nó cứ tuột dần, đành ráng giữ cho cái ngân nó đều nhau chứ nó đừng có để cho tuột xuống nhé. Seri cũng đẹp lắm, thấy rõ ràng rất nhiều các ca sĩ và nghệ sĩ cải lương đã chuyển sang tân nhạc mà hát mùi và hát ngọt hay vô cùng. Điển hình chúng ta thấy chị Hương Lan đúng không ạ? Cho nên Seri em cũng ảnh hưởng được cái điều đó. Tuy nhiên cần phải có thêm, giữ cho mình một cái tình cảm mà nó cần có cái sự lắng đọng và sâu hơn nữa, thì đó là tân nhạc. Khi tôi nghe Ngọc Hương hát bài Tình Yêu Trả Lại Chăng Sao, lúc mà lên cao cũng như cái lúc mà giọng ngân, làm cho tôi liên tưởng đến giọng hát ngọt ngào của Hương Lan. Như thế có nghĩa là Ngọc Hương hát tới lắm. Thêm một điều nữa là tôi hiểu là đối với lại cán bộ làm một cái công việc là tuyên truyền thông tin, thì những cái giọng hát của Ngọc Hương và những người như Ngọc Hương đó là một cái tiếng nói hữu hiệu nhất để gần tới quần chúng. Thành ra tôi rất là hoan nghênh cái vai trò của Ngọc Hương. Công tu. Giọng hát của cô mạnh, chắc, nhưng nếu cô nhảy vào cuộc chơi này thì cô phải nghiên cứu lại tiếng hát của mình, là bởi vì cái nốt bị detuné, nó bị phô đó, mình phải nghiên cứu lại để mình chọn một nhạc phẩm hát cho nó hoàn hảo hơn nhé. Anh Khanh ơi, anh nói là Ngọc Hương hát có những cái chỗ tranh phô hả anh? Anh phải nói rõ ra chỗ nào tại vì em không đồng ý. Phần ở giữa, tức là cái phần điệp khúc, thì những cái nốt nó bị lệch và nó sai. Đối với tôi thì không có lợi cho Ngọc Hương. Rồi thôi, cảm ơn anh. Bây giờ đến phiên em nói nhé. Bây giờ Ngọc Hương ơi, khi em cất tiếng hát lên thì cô cảm thấy là giọng hát rất là tốt, rõ và vang. Những cái nốt cao của em rất là thánh thoát, không hề bị chinh phô. Cho nên nãy giờ cô nhìn thấy những cái nốt mà cô ghi trong này, rồi nghe chú Vũ Khanh nói rằng là em bị hát chênh phô, cô tức quá, cô chỉ muốn được nghe là cái câu nào là câu chênh phô mà thôi. Ngọc Hương có cái lợi là Ngọc Hương hát rõ và mạnh. Thế nhưng mà giả sử như mình không bị những cái chênh lệch của những cái nốt thì tiếng hát của Ngọc Hương là một sự hoàn hảo.
Nhưng mà anh bảo rõ ràng là chữ tranh phô de Tony, tức là tranh phô rồi. Cá nhân của tôi là một người sống tình cảm, tôi thích những cái sự tình cảm, sự ướt át. Những cái về technical đó, cái gọi là những kỹ thuật của những người ca sĩ hát không bằng cái sự tình cảm, những xúc động đi sâu vào lòng người nghe, đối với tôi là quan trọng Cảm ơn anh. Xin được cảm ơn chị Lan và xin cảm ơn các thành viên trong ban giám khảo. Phải nói là từ đầu buổi thi đến giờ đây là phần giáp đấu mà đã gây nên được sự tranh luận cũng như là phản biện giữa các thành viên trong ban giám khảo với nhau. Vâng, ý Lan thì có một cái điều là rất là thân với lại anh Vũ Khanh. Mà hôm nay lỡ là phải ngồi đây cùng với anh, em chỉ có xin anh là bỏ qua sau khi chúng ta bước xuống khỏi cái bàn giám khảo này, để chúng ta vẫn còn giữ tình cảm đẹp để song ca với nhau anh ạ. Và sau đây chúng ta sẽ đến với kết quả dành cho hai thí sinh với tiết mục vừa rồi. Với binh khí là ca khúc Tình yêu trở lại trăng sao. Xin được chúc mừng. Quý Bình biết không, cái hồi mà tuyển sinh ở Cần Thơ với ở Sài Gòn nữa, cái kỷ niệm mà dễ thương nhất á, là khi mà ban tổ chức đến điểm sơ tuyển từ 6-7 giờ sáng thôi, mà xung quanh đông thiệt là đông, mà có tới 6-7 chiếc xe kẹo kéo. Wow. Anh em bán kẹo kéo kéo tới, nghĩa là đậu đầy xung quanh đó, cái xong rồi. Ê, có luôn. Y như vậy nè, mà vui lắm, nghĩa là xung quanh là mười mấy hai chục anh em thí sinh đứng đó, cái xong rồi chia nhau cái cây micro, mỗi người ca một câu để luyện giọng trước khi vô thi á. Thế rồi cho đến trưa trời đứng bóng thì mọi người tản đi hết, còn lại có đúng chiếc xe kẹo kéo. Mà có ai ngờ anh chàng bán kẹo kéo lại bình thản bước vào cuộc thi, vượt qua hàng chục ngàn thí sinh để có mặt trên sân khấu đêm hôm nay. Mà có một điều khiến cho quý Bình cảm thấy rất lạ thưa quý vị, đó là một người thường xuyên phải hát trước đám đông và đặc biệt là những quán nhậu bên hè, thì anh cất giọng hát là cứ nhắm mắt và cúi gằm mặt xuống, cứ như là để cô lập con người nghệ sĩ trong chính mình và để nuôi dưỡng và bảo vệ cái cảm xúc ấy, tránh khỏi những ồn ào xô bồ của cuộc sống xung quanh thì phải. Công việc của những người làm chương trình solo cùng Bolero nó giống như công việc của một nhà điêu khắc vậy, luôn tìm kiếm một tuyệt tác nghệ thuật bên trong những thứ tưởng như là khô gãy sần sùi của cuộc đời. Một tảng đá, một khúc gỗ ư cũng có linh hồn, mà linh hồn đó chỉ có thể được nhìn thấy bởi đôi mắt của một nhà điêu khắc. Lại thêm một điều kỳ lạ nữa là trong thế giới điêu khắc, chỉ có những bàn tay sờ chạm vào những thô sần của chất liệu và một thứ âm thanh duy nhất mà chúng ta nghe, đó là tiếng đục, tiếng gõ chát chúa vang lên. Thế mà trái tim của những người nghệ sĩ làm nghề điêu khắc lại giữ riêng cho mình những nhịp phách của Bolero. Có gỗ đá nào mà không có linh hồn, có người bán rong nào mà không chôn giữ trong mình một Mozart chết sớm. Nhưng đêm nay gỗ đá cũng sẽ cất tiếng ca. Và đêm nay người nghệ sĩ trong anh chàng bán rong cũng không phải khép mắt cô lập mình nữa, bởi vì đây là dòng nhạc Bolero, dòng nhạc đại đồng thưa quý vị. Luôn 1, 2, 3, 4. 1, 2 Alo. Nay sao đi bán rung hơn mọi ngày không biết nữa. Thêm buồn còn gì đâu em, sao còn đêm còn gì đâu em, còn gì đâu em, còn gì đâu em, xa cách nhau xa rồi thôi nhé quên trong đời, còn có yêu xin hãy làm người lạ nghe trước khi mà mình trò chuyện cũng như là nghe nhận xét, cho phép Quỳnh làm điều này chút xíu. Đừng có nặng cái tượng. Tôi chỉ sợ thôi.
Không nhúc nhích gì cả. Vâng, và xin rất là cảm ơn nữ diễn viên Minh Họa đã ngồi yên từ đầu tiết mục cho đến bây giờ. Thưa quý vị, không chỉ gỗ đá cất tiếng ca đâu mà tượng cũng có thể chuyển động được trong đêm thi của chúng ta. Cảm ơn bạn rất nhiều. Đúng là cái bức tranh bolero của chúng ta trong cái mùa giải năm nay là cực kỳ đa sắc. Và chắc chắn rằng là cái màu sắc riêng của anh chàng bán kẹo kéo. Hồi đầu chị nhớ rằng là em không bao giờ em thiếu cái nón để che mặt. Nhưng mà đêm nay là lần đầu tiên tôi thấy mà không có nón á. Cái cảm giác không có cái chiếc nón che mặt nó như thế nào em? Dạ con xin kính thưa thưa ban giám khảo. Kính thưa. Em đi bán thì khách thì cũng người này người kia, nhưng mà thế giới mình hát lúc nào cũng cố gắng mình hát hết khả năng của mình để phục vụ cho mọi người. Nhưng mà có nhiều khi người ta không thèm dòm cái mặt mình, không thèm dòm. Thì nhiều lúc em đội nón là để cho mọi người bớt nhìn mình, đối với mình cũng bớt nhìn mọi người chút xíu. Thật sự mà nói là ngày hôm nay là ngày duy nhất trong cuộc đời con. Tại trước giờ con chưa bao giờ nghĩ mình có thể bước lên sân khấu lớn như thế này để có thể thể hiện cái niềm đam mê ca hát của mình. Hôm nay con rất là đam mê, muốn thể hiện cho mọi người biết cái niềm đam mê của mình, và con đã làm hết mình vì nó. Con thế nào cũng không bao giờ hối tiếc. Con xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Tất cả mọi ánh mắt đang hướng về em đêm hôm nay và chúc mừng em, anh chàng bán kẹo kéo. Thí sinh Công Toại, hãy cố để mà giữ được cái cảm xúc của em, là bởi vì chính em đã có được một cái tài năng mà em sẵn có, tự tin hơn trong đời sống, là bởi vì nếu mà em nhìn xuống bên dưới em sẽ thấy là em còn hơn nhiều người. Vậy thì mình từ ngày hôm nay trở đi, đời Công Toại hãy bắt đầu cho một đời sống mới, một cảm giác mới, một quyết định mới trong cuộc đời của mình. Dạ con cảm ơn chú. Tôi xin tiếp lời. Thường đó, một người nghệ sĩ đó, có một cái sự xúc cảm mà nó dâng cao lên như vậy đó thì nó sẽ mãi mãi vĩnh viễn. Tôi xin anh hãy giữ mãi cái xúc cảm đó, nó sẽ đưa anh đi xa. Mà tôi rất là hạnh phúc và sung sướng được ngồi đây để thưởng thức cái giọng hát của các anh các chị. Xin cảm ơn cô. Anh thợ điêu khắc Sovanat, nốt xuống trầm của anh rất là ngọt, và anh có cái âm hưởng trong cái giọng ca của anh giống cố ca sĩ Duy Khánh. Tôi trở lại với lại tiếng hát của anh Sovanat. Tiếng hát tốt, tiếng hát đẹp, tiếng hát rõ. Nhưng chỉ có một điều, cố gắng làm sao đừng để bị ảnh hưởng của những người đàn anh, đàn chị hay là những bậc mà tiền bối của mình. Em không biết tại sao nó ra như thế, tại vì em chưa nghe bài này Duy Khánh hát bao giờ. Hãy giữ nguyên cái tiếng hát của mình, anh nghiên cứu lại nhé. Yeah. Tôi cho rằng đó là cái tính chất riêng của Sovanat, chứ không phải là anh bắt chước đâu. Tôi không nói là vấn đề bắt chước, mà tôi nói là đôi khi mình bị ảnh hưởng. Để bắt nhưng đầu mà, mình bước ra cuộc đời đi hát. Nhưng mà anh có nghe là anh Sovanat nói rằng chưa bao giờ nghe Duy Khánh hát không? Tôi không biết từ phút nào, nhưng mà tôi vừa rồi tôi có những cái conflict đối với Ilan. Bắt đầu tôi có conflict với lại tiếng hát của Lệ Thu rồi đấy. Và tôi hy vọng là chúng ta giữ được hòa khí với nhau ở trên cái bàn giám khảo này. Em nghĩ rằng là không nên có hòa khí, tại vì anh là người gây chiến trước tiên. À, vâng, rồi anh lại đòi làm hòa với chúng tôi, trong khi chúng tôi chưa có được giải đáp những cái vấn đề thắc mắc đó. Bây giờ anh đã nói xong chưa ạ? Dạ, thưa xong rồi, đủ rồi. Vâng, cảm ơn anh. Sovanat, cô Y Lan có hơi ngạc nhiên là tại làm sao mà ở trong cái suốt cái phần trình diễn hát của Cưng thì Cưng có cái giọng ngân mà nó hơi lạ lạ. Tức là thường là người ta hay để đến cái nốt cuối của bài hát người ta ngân, đây là ở giữa. À, em cũng ngân luôn. Nhưng bây giờ thì hiểu hơn là bởi vì em là dân tộc Khmer, và cái cách hát của dân tộc Khmer là như thế. Xin cảm ơn người. Và bây giờ Y Lan xin nối qua những cảm xúc của chính mình cho tiếng hát của Nguyễn Trang Công Toại. Cô mừng rằng là cô được trông thấy Toại trên sân khấu ngày hôm nay. Nó là một hình ảnh đầu tiên
làm cho cô không cầm được giọt nước mắt của mình. Cô cảm nhận được sự hoàn hảo của tiếng hát cũng như sự chia sẻ cảm xúc của mình qua âm nhạc của Toại. Và xin chúc mừng Toại rất là nhiều. Cảm ơn cô. Vâng, xin cảm ơn phần nhận xét của quý ban giám khảo. Thưa quý vị, có những moza ẩn giấu bên trong những người hát rong, có những tuyệt tác bên trong gỗ đá mà chỉ có một nhà điêu khắc mới nhìn thấy được. Và đêm nay quý vị đã được thấy họ không phải như những đối thủ, họ vẫn như hai người chiến hữu. Và tôi tin rằng các anh đủ mạnh mẽ và bản lĩnh để đón nhận kết quả. Người sẽ phải dừng cuộc chơi tại đây. Đó chính là điêu khắc gia Sovanath. Thưa quý vị, lại thêm một mùa solo cùng bolero nữa mà chúng ta lại có được những nhân tố vô cùng trẻ tuổi. Nếu như ở mùa trước chúng ta đã có sự xuất hiện của con sơn ca nhỏ Thiên Vũ, thì ở mùa năm nay chúng ta lại có sự xuất hiện của một cô bé lọ lem, Phạm Thị Loan. Với một giọng hát vô nhiễm mà nếu khi nghe chúng ta không thể nào tưởng tượng được rằng giọng hát đó lại được cất lên từ làn hơi của một cô bé chỉ mới 16 tuổi. Và hàng ngày em vẫn làm công việc bán xuyên gom ở thành phố Bà Rịa, thưa quý vị. Nhưng solo cùng Bolero 2016 không chỉ có cô bé lọ lem 16 tuổi đến từ Bà Rịa, mà với giới hạn độ tuổi lần đầu tiên được phá vỡ trong mùa giải này, đó là điều kiện, cơ hội để Ngô Nguyễn Quỳnh Như, thí sinh 14 tuổi, bước ra sàn đấu với đối thủ của mình. Với độ tuổi như vậy, nhưng tình yêu của em dành cho âm nhạc Bolero đã đủ để Quỳnh Như thả từng ca từ với sự trau chuốt, kỹ lưỡng, vi tế, nhưng vẫn bảo toàn được sự trong trắng của độ tuổi hoa niên. Ra sao
đêm trắng mưa lời thơ than, một tấm khúc cho người thương, cho tiếng đàn. Đời đã không mang những gì mình mơ ước, mà sao khó tìm quên. Xa nhau thì nhớ, lúc đến gần sao xuyến. Nhớ thương bây giờ xin trả lại thời gian. Xa nhau thì nhớ, lúc đến gần sao xuyến. Nhớ thương bây giờ xin trả lại thời gian. Đến giờ vẫn nổi da gà, tội nghiệp con gái tôi. Có một chi tiết khác về câu chuyện của bé Loan. Con cứ nói với tôi trước cái thời khắc lên sân khấu, bản ca hay quá, con không có ca được như vậy. Số là, thưa quý vị, bé Loan làm quen với âm nhạc. Ngoài cái công việc hàng ngày của con là đi bán chewing gum, thì con còn ca ở trong ca đoàn.
thưa cô, thưa chú, con đã từng vào ca đoàn và hát được một thời gian, nhưng mà sau đó thì con bén duyên với bolero là bắt đầu từ cái lúc con đi bán kẹo và con bán xin gom đi với ba con ạ. Lúc mà con đi bán xin gom thì con phải hát, đi nhậu thì mấy chú với mấy cô thì đều là người có tuổi và người ta rất là thích bán nhạc, những bán nhạc xưa, cho nên con tập và con nghe và con rất là thích, cho nên là con bén duyên với bolero từ đó ạ. À, nghe nói là chú biết là con rất là hiểu một phần nào đó, chứ một phần nào đó thôi, một phần nào đó tâm lý của những người lớn tuổi ta thích nghe những bản nhạc xưa. Vậy thì ngày hôm nay á, với cái phần trình diễn của con có nghĩ rằng đó, ba người hơi lớn tuổi ngồi dưới đó có cảm nhận được cái tâm tư của con khi mà gửi qua ca khúc này không? Con cũng không biết. Nhưng mà thực sự thì lên được sân khấu lớn như thế này thì con chưa bao giờ con được nghĩ đến. Và con rất là hãnh diện vì mình được đứng lên một sân khấu lớn như thế này. Và tất cả mọi người đều cùng nghe con hát và con rất là hạnh phúc. Còn Quỳnh Như, thưa quý vị, là chả có cái cặp giáp đấu nào mà kỳ khôi như là hai cái thí sinh này hết á. Từ khi tập luyện và biết là sẽ phải đấu trực diện với nhau á, cặp kè đi đâu hai chị em, mà cái đứa lớn hơn đó thì thật sự ra là nhỏ tuổi hơn, rồi cứ thế cặp kè cặp cổ. Bây giờ thân quá rồi. Quỳnh Như, cô hỏi con thiệt, khi hai chị em lên hát như vậy, lên ca như vậy là rất có thể là một trong hai sẽ phải giả từ cuộc thi, con có ý thức được điều đó không? Con xin chào ban giám khảo và các cô chú ở phim trường. Nếu mà nói về cái sự ra về hay là ở lại á, thì con cũng muốn ở lại, nhưng mà bản thân con cảm thấy là chị Loan nên ở lại. Đó là điều chúng tôi trân trọng trong những thí sinh nhỏ tuổi, không chỉ là cái sự rung ngân điệu đà được tiết chế đến mức độ hồn nhiên, mà ngay cả sự hồn nhiên và khẳng khái trượng nghĩa trong hai cô gái nhỏ này của chúng tôi. Và bây giờ xin mời phần nhận xét của quý ban giám khảo. Hai em đều có những cái sắc thái riêng, đều có những cái hay riêng. Nhưng mà tôi cũng khuyến khích cả hai em là nếu yêu âm nhạc, nếu yêu những dòng nhạc bolero thì mình cố gắng mình bớt cái thì giờ để trau dồi cái điều đó nhé. Xin hết và cảm ơn. Chúc các em thành công. Cảm ơn cô. Cô Y Lan muốn nói chuyện với lại Quỳnh Như trước nhá. Cô nhận thấy trong tiếng hát của Quỳnh Như rất là vững chãi, một tiếng hát của số tuổi 14 tuổi mà có thể đưa cho cô Y Lan nhìn thấy những tâm tư và những rung động của bài hát. Điều này không phải là dễ đâu, mà cô biết chắc rằng thời đó mà cô hát, cô đã không hát được như con đâu. Thành thử ra cô nghĩ có những cái nốt thấp của con để ý hơn một chút để mình rèn luyện cho nó có sự dày dặn. Và khi con buông những cái nốt thấp xuống thì nó sẽ cho người ta cái sự tình cảm nó rào rạt hơn một chút nữa. Nhá, cô chúc mừng cho phần trình diễn của con, làm cho cô động lòng, cô thích lắm. Và bây giờ cô nói chuyện với lại Loan, một cô bé 16 tuổi, giọng hát rất là tình cảm. Tuy nhiên con cần phải để ý về vấn đề những cái nốt thấp của con đó, nó chưa có được tròn vẹn đâu con nha. Thành ra con trau dồi hơn nữa. Nhưng mà thật sự ra với lứa tuổi của hai con mà trình diễn một cái màn như thế này thì cô nghĩ là không thể chê các con vào đâu được cả, mà phải khuyến khích các con để tiếp tục lớn lên trong âm nhạc. Cảm ơn các con thật nhiều. Dạ, con cảm ơn cô. Chương trình cho tôi được một cái cảm xúc tuyệt vời nhất của hai thí sinh. Khi thí sinh Quỳnh Như cất tiếng hát thì tôi đã cảm thấy tôi nổi da gà với thí sinh Quỳnh Như. Còn trở về với tiếng hát của Phạm Kim Loan, tôi không bao giờ tôi nghĩ tới cái 16 tuổi. Nhưng tôi không ngờ tiếng hát của em tuyệt vời quá. Cảm ơn hai em. Dạ, con cảm ơn cô chú ạ. Vâng, xin cảm ơn quý ban giám khảo. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với kết quả chung cuộc dành cho hai thí sinh nhỏ tuổi. Hai bông hoa xinh đẹp, hai cô bé rất là dễ thương, hai thiên thần của chúng ta ở mùa giải năm nay. Và rất là tiếc khi phải nói lời chia tay với một em. Quý Bình có nhớ rằng khi đứng trước ban giám khảo, cô gái 14 tuổi đã nói: có lẽ con xứng đáng là người ở lại để chị Loan đi tiếp. Thank you.
ngược lại như vậy thôi quý vị. Xin được chúc mừng. Cảm ơn con đã đến với cuộc thi và tập luyện thêm nha. Không bao giờ để tắt lửa niềm đam mê với dòng nhạc bolero này nha. Tràn hòa nắng hôn nhẹ làm hồng môi em, mắt em buồn trong sương chiều anh thấy đẹp hơn. Một sáng nào nhớ không em, ngày chúa nhật ngày của riêng mình, thành phố buồn nằm nghe khói tỏa, người lứa thưa chìm dưới sương mù, quỳ bên em trong góc giao đường, tiếng kinh cầu dệt mộng yêu đương. Chúa thương tình sẽ cho mình mãi mãi gần nhau. Rồi từ đó rồi từ đó chốn phong ba, em làm dấu nhà người, âm thầm anh tiếng thương đời, đau buồn em khóc chia phôi, anh về gom góp kỷ niệm. Lắm tơ vương, cơn gió chiều lạnh buốt tâm hồn, và con đường ngày xưa lá đổ, giờ không em soi đã u buồn, giờ không em hoang vắng phố phường, tiếng chuông chiều chậm chậm thê lương, tiến đưa người quên núi đồi quên cả tình yêu. Tiếng chuông chiều chậm chậm thê lương, tiến đưa người quên núi đồi quên cả tình yêu. Nơi chúng mình tìm phút êm đềm, thành phố nào vừa đi đã mỏi, đường quanh co quyện góc thông dài, chiều đàn tay nghe nắng chan hòa, nắng hôn nhẹ làm hồng môi em, mắt em buồn trong sương chiều anh thấy đẹp hơn. Một sáng nào nhớ không em, ngày chúa nhật ngày của riêng mình, thành phố buồn nằm nghe khói tỏa, người lứa thưa chìm dưới sương
Vì bên em trong góc giao đường, tiếng kinh cầu dệt mong yêu đương. Chúa thương tình sẽ cho mình mãi mãi gần nhau. Rồi từ đó vì cách xa duyên tình thêm nhạt nhòa. Rồi từ đó trốn phong ba em làm giàu nhà người. Âm thầm anh tiếp thương đời, đau buồn em không chia phôi. Anh về gom góp kỷ niệm tìm thôi. Thành phố buồn lắm tơ vương, cơn gió chiều lạnh buốt tâm hồn. Và con đường ngày xưa lá đổ, giờ không em soi đã u buồn. Giờ không em hoang vắng phố phường, tiếng chuông chiều chậm chậm thế lương. Tiễn đưa người quên nỗi đổi, quên cả tình yêu. Tiếng chuông chiều chậm chậm thế lương, tiễn đưa người quên nỗi đổi, quên cả tình tôi được nói đến tiếng hát của người quân nhân. Hưng ơi, không có chê Hưng bất cứ ở chỗ nào trong cái bài hát này cả. Hưng cứ giữ như thế. Tại vì trong một bài hát của một người ca sĩ trình diễn cần nhất là hai điều. Đó là về kỹ thuật ca hát và tình cảm. Khi mà anh cất tiếng hát, tôi nghe được những cảm xúc của anh rất mềm mại, ấm áp. Tôi xin chia vui cùng với Thế Hưng trong phần trình diễn vừa qua, tôi rất thích. Dạ, cảm ơn cô Y Lan. Lúc mà Hưng hát, bắt đầu bước ra để hát, tôi cũng để ý xem cái người ở trong cái lồng bên kia làm những trò gì. Thì tôi được thấy rằng anh không phải đứng như tất cả mọi người khác, đứng để đợi chờ đến phiên mình được hát, mà anh đã chống tay, anh dựa vào trong cái thành cột. Và cho tôi ở đây, tôi ngồi, tôi nhìn thấy một cái sự đợi chờ. Thế nhưng anh là một người nghệ sĩ, thế nào rồi cũng được, thế nào rồi cũng xong. Rồi, vậy thì bây giờ tôi phải nói sự thật. Suốt từ đầu buổi đến bây giờ chưa một tiếng hát nào hát lạ giống như tiếng hát của anh Hòa. Đây là một viên đá quý, một giọng hát mà đối với riêng tôi cảm thấy khác biệt. Hai tiếng hát này cũng làm cho tôi khó xử lắm. Hai thí sinh này đồng đều nhau, không có ai hơn ai kém cả, thì không có cái điều nào để chê cả. Vì vậy cái điểm của hai người cũng đều nhập với nhau. Xin mời quý vị đến với quyết định cuối cùng của ban giám khảo. Xin được chúc mừng Mãnh Sư Lâm Bửu Hòa. Thưa quý vị, thí sinh Yến Nhi, một thí sinh hẳn còn rất là trẻ tuổi. Và cô là một trong số rất là nhiều những cô gái trẻ tuổi đang trên con đường định vị bản thân mình ở nhịp sống hiện đại. Nếu Yến Nhi đang trên con đường định vị bản thân thì có lẽ với Lê Trinh, cô nhân viên ngân hàng cũng có thể tái định vị số phận của mình để được làm điều mình yêu thích nhất. Và đêm nay hai mỹ nhân bolero này sẽ giáp chiến với nhau trong một nhạc phẩm của nhạc sĩ. Phố cũ người yêu xưa còn đâu, còn đâu, giờ đành xin ra từ.
nắng tắt bên sông, người đi đi ngoài phố bóng dáng xưa êm đềm, thành ghế đá chiều công viên ngày xưa, ngày xưa, ngày xưa đã hết rồi. Người đi đi ngoài phố chừng bỡ ngỡ bơ vơ, người đi đi ngoài phố mấy dấu chân lạc loài, hình bóng cũ người xa xưa còn đâu, còn đâu, tình duyên đã lỡ. Mong ước mấy khi tình đầu kết tròn mộng đầu em, xin từ giã đường phố trắng mưa mau làm chim bay mọi cánh, nước mắt đêm tạ từ thành phố cũ người yêu xưa còn đâu, còn đâu, giờ đây xin ra nói trước. Lê Trinh, người đẹp sáng tỏa cả một cái sân khấu như thế này, trong tiếng hát của Lê Trinh, cô Ý Lan nghe nó đẹp làm sao? Phải nói sự thật là vậy. Khi mà Cưng mới bắt đầu cất tiếng vài nốt đầu tiên là cô đã nghe được sự dày dặn và ấm áp, một làn hơi rất là nhung lụa. Trinh đã chiếm trọn trái tim của cô tối hôm nay rồi đấy. Xin cảm ơn cô rất nhiều ạ. Cảm ơn cô. Yến Nhi ơi, khi mà con cất tiếng hát lên, cô ở đây mà cô nhắm mắt, cô cảm thấy trong tiếng hát của Yến Nhi rất là vững chãi, là bởi vì cô biết rằng là con rất trẻ tuổi với một giọng hát rất là trong trẻo, và con hát tất cả những cái nốt nhạc không bị chênh phô. Bên cạnh đó rất ăn sân khấu, bước ra là sáng rực rỡ rồi. Cô chúc mừng con. Khi Yến Nhi bước ra sân khấu, Yến Nhi nở một nụ cười đẹp, hết sức là lôi cuốn. Yến Nhi phải khai thác cái điểm này. Tiếng hát ngọt, tiếng hát dễ thương. Tôi chúc mừng Yến Nhi nhé. Yeah. Yeah. Cảm ơn chú ạ. Với Lê Trinh, tôi không nghĩ rằng là tôi nhìn Lê Trinh bằng một thí sinh, mà tôi nhìn thí sinh giống như một ca sĩ chuyên nghiệp. Tôi mong rằng Lê Trinh cũng là tiếng hát đứng vào hàng ngũ của những người ca sĩ chuyên nghiệp như tôi một ngày gần đây. Cảm ơn chú ạ. Thưa quý vị, khoảnh khắc hai cô gái đẹp đứng ôm nhau dễ khiến chúng ta nghĩ đến một cuộc thi sắc đẹp. Và đây cũng là một cuộc thi sắc đẹp của âm nhạc. Vương miện thì chỉ có một. Và chiếc vé để bước vào chung kết sẽ thuộc về cô gái nào? Xin quý vị đến với kết quả chung cuộc. Mỹ nhân ngân hàng Lê Trinh. Xin chúc mừng Lê Trinh. Để tiếp tục những câu chuyện về giấc mơ tiếp cận đến niềm đam mê nghệ thuật của những con người bình dị, hãy để cho chúng tôi kể tiếp cho quý vị nghe một câu chuyện về Hải Yến. Cô đã tốt nghiệp trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nha Trang, nhưng có lẽ như mảnh bằng đó vẫn chưa đủ để trải bước đam mê cho Hải Yến, và cô tạm gác giấc mơ ấy của mình sang một bên để rồi trở về với người nông của gia đình, và tưởng chừng như rằng giấc mơ ấy sẽ không bao giờ trở lại với bạn ấy thêm một lần nào nữa. Và để tôi kể cho quý mình nghe câu chuyện về một cô gái khác.
cô gái mà từ khi tôi gặp cô ấy ở vòng sơ tuyển tại Cần Thơ, tôi đã âm thầm mệnh danh nàng là đóa phượng đỏ trên sóng Ninh Kiều. Phượng Kiều, vâng, đó chính là cái tên của cô ấy. Phượng Kiều chọn làm việc là một ca sĩ trên du thuyền trên sông Ninh Kiều như là một cách để an ủi và xoa dịu giấc mộng nghệ thuật bất thành. Hai cô gái với hai ngã rẽ nhưng có chung một niềm đam mê. Và đêm nay trên sân khấu này, họ sẽ bước ra khỏi cuộc sống thường nhật để dùng làn hơi, dùng tiếng hát của mình để cùng nhau chinh phục một người tình chung, người tình Bolero. Có còn muốn
nơi nào có con mùa xuân khó khăn, rừng ngàn lá gió từng đêm nhắc nhớ thì thầm, mai lỡ không về chắc em buồn biết mấy, dáng nhỏ xuân giọng hát của em Phượng Kiều nội lực rất là hùng hậu, giọng hát thật là khỏe đến nỗi mà khi em lên cao tôi phải gần ngã ngửa ra. Riêng em Hoàng Thị Hải, nghệ danh là Hải Yến, cũng lại rất giọng rất mạnh và đầy cảm xúc. Một lần nữa tôi lại ngạc nhiên tại sao mà đất nước Việt Nam này có nhiều nhân tài đến thế. Tôi cũng đồng ý với lại chị Lệ Thu là hai bạn là những tiếng hát ở hiếm quý, rõ ràng và gần gũi với lại những người nghe. Tôi hy vọng mà các bạn sẽ hát hay hơn nhiều nữa. Xin cảm ơn hai bạn. Thật sự ra là hai tiếng hát này thì chúng ta nghe chúng ta cũng đã thấy rồi là họ có đầy nội lực hết. Chỉ có một điều đó là từ giọng hát của Phượng Kiều thì tôi nhận thấy là em hát có những cái lúc em bò nhỏ, bên cạnh những cái lúc mà em hát rất là đầy nội lực, thì nếu em có thể dùng một cái kỹ thuật, em có thể đưa cái micro ra xa hơn một chút để cho cái tiếng hát của mình nó vang lên mà nó không bị quá thé, quá to cho cái tai người nghe. Chúc mừng em trong phần trình diễn vừa qua. Và riêng về tiếng hát của Hoàng Thị Hải, nghệ danh là Hải Yến, tôi khuyên rằng là khi hát hãy nhớ sử dụng tất cả những cảm xúc đó khác biệt với nhau trong mỗi một giai đoạn của một bài hát. Thì như thế em sẽ đạt được đến một cái mức độ mà người nghe người ta không cảm thấy là quá đều mà quá mạnh trong suốt cả một bài hát. Đây là ý kiến của tôi. Và chúc mừng hai em trong phần trình diễn vừa qua. Thưa quý vị, với những nhận xét vừa rồi, chúng ta hãy cùng chờ xem với hai thí sinh của màn giáp đấu này, thí sinh nào sẽ giành được tấm vé bước tiếp vào điểm chung kết. Xin được chúc mừng thí sinh. Phượng Kiều. Cảm ơn Hải Yến rất là nhiều. Cảm ơn em. Nếu có thể là một trạng sư để bảo vệ cho các bạn thí sinh của mình trước ban giám khảo, có lẽ tôi sẽ chọn Ngự Bình đây. Bởi tôi đồng cảm được với công việc hàng ngày của cô ấy là một người dẫn chương trình tiệc cưới. Nhưng tôi tin rằng đêm nay với bản lĩnh của một người đã từng đứng trên sân khấu của một MC, cộng với cái tình yêu mà bạn ấy đã dành cho Bolero, chắc chắn bạn ấy sẽ làm được những điều mà bạn ấy đang mong muốn ở sân khấu solo cùng Bolero này. Nếu mà nói để tìm được một đối thủ có thể giáp đấu với Ngự Bình, có lẽ đó chính là giọng hát của Khánh Lan. Một cô gái đến từ sân khấu của nhà hát Tây Đô Cần Thơ chỉ có non 2 tháng. Khánh Lam đêm hôm nay sẽ cùng với Ngự Bình như bao nhiêu thí sinh khác bước ra khỏi khoảng trống nhỏ riêng tư của mình để cùng hòa ca giữa không gian tự do của Bolero.
cánh héo sầu từ tuổi xanh. Anh bỏ đi rồi buồn lắm anh ơi. Đời người con gái một lần mất người yêu tan cả cuộc đời. Những kỷ niệm hãy còn nằm ở đây, sao nỡ quên rồi để đó cho ai. Và lời anh nói tình mình khó nhạt phai, bây giờ đổi thay. Anh ơi thôi hết rồi nào còn khi đón khi đưa. Những lần hẹn hò khi sớm khi chưa, lời thề anh hứa hôm xưa thành khói mây đâu ngờ. Những ân tình đã một thời nở tươi, xin trả cho người màu sắc hoa khôi. Đường chân tôi đêm từng nhịp Khánh Lam muốn tống những cái nốt cao bằng hoàn toàn bằng giọng bụng của mình đó, nghe rất là đã tai. Nhưng mà Khánh Lam phải cẩn thận và để ý hơn những cái nốt và những cái cách mà khi mà Khánh Lam thả giọng nhẹ lại đó, phải control nó được đều từ bên giọng thật mà nó nối qua bên cái giọng giọng nhẹ của mình, nó không nghe quá khác lạ. Tôi cũng đồng ý với lại cảm nhận của Ý Lan.
nếu Khánh Lam chịu khó có những điều mà bỏ nhỏ thật là ướt át sẽ lột xác của mình qua cái tiếng hát của Khánh Lam nhiều lắm. Cho tôi nói đến thí sinh Ngự Bình, tiếng hát mềm mại làm mềm cái tấm lòng của tôi. Tôi hy vọng rằng trước con đường của âm nhạc sẽ còn rộng mở để đón nhận tiếng hát của Ngự Bình. Trong cái lúc mà Ngự Bình hát, em rất là thoải mái và thoát ra. Em hát giọng gần như là giọng thật. Riêng Ngự Khánh Lam khi xuất hiện trước khán giả rất là tự tin. Giọng của em rất là đẹp. Vâng, xin cảm ơn quý ban giám khảo. Cả hai cô gái, mỗi cô gái quyến rũ và mượt mà theo một cách riêng của mình. Nhưng cuối cùng thì quyết định chung cuộc của ban giám khảo sẽ quyết định cho đường đi của Ngự Bình hay Khánh Lam tiến xa hơn với solo cùng Bolero. Rất tiếc cho Ngự Bình và xin được chúc mừng Khánh Lam. Bản nhạc này tưởng là dễ nhưng không dễ đâu. Bắt đầu vào phần đầu rất đẹp, nhưng phần cuối thì phải để ý và cẩn thận. Cho tôi nói chuyện với lại thí sinh Phạm Thị Hồng. Cô hát bản này tông gì? Dạ, mi thứ. Mi thứ. Nếu cô xuống được nửa tông thì sự thay đổi của bản nhạc này làm cho cô được lên điểm nhiều lắm. Để tiếng hát vững chắc, tôi thấy rằng những phần nốt cao của cô nên cân nhắc và cẩn thận một chút. Tiếng hát của Thu Hồng nghe nó bắt micro lắm. Cất tiếng hát là mọi người đều phải để ý ngay, để tiếng hát này sáng trong, rất là tốt. Em Nguyễn Thị Thắm, em có cái giọng rất hay, nhưng mà có đôi khi mình chọn nó không đúng với cái giọng của mình. Mình phải tìm những cái bài nó hợp với mình. Cho Y Lan được tiếp nối, cho dẫu là bài hát đó không phải là bài hát mà người thí sinh thích lắm hay là không thích đi chăng nữa, cũng phải làm tốt cho phần trình diễn của mình. Đây là một cuộc thi. Trong cái bài hát Nửa Đêm Ngoài Phố, khi em hát, cái giọng trầm của em nó dày, nó đẹp lắm, tốt lắm. Phần đầu, bắt đầu của câu hát rất tốt, và phần cuối của câu hát khá tốt. Nhưng mà phần giữa có lẽ là tại vì mình để ý để mình làm sao được vào đầu cho nó hay và mình kết thúc cái câu hát của mình cho nó hoàn hảo, thì cái khúc giữa đó mình lại quên đi, mình lại bỏ lửng, cho nên nó có cái sự tranh phô những cái nốt giữa ở một câu hát để nhắc nhở em cái điều đó thôi em nhá. Rồi cảm ơn em cho cái phần trình diễn vừa qua. Dạ, con cũng xin cảm ơn cô. Xin cảm ơn chị Lan và xin được cảm ơn ban giám khảo. Thưa quý vị, và chúng ta hãy cùng chờ xem với màn giáp đấu này thì có giúp cho cả hai thí sinh bước tiếp vào điểm chung kết hay không. Xin được chúc mừng thí sinh. Thu Hồng. Chúng ta chỉ còn một màn giáp đấu duy nhất của đêm nay nữa thôi thưa quý vị. Và nếu như những quý vị nào đã từng say đắm với giọng hát cũng như là câu chuyện cuộc đời của anh Võ Thanh Quốc Bán Mật Ong ở Cần Thơ, thì có lẽ như đối thủ ngang tài ngang sức của anh không ai khác trong số 28 thí sinh còn lại, đó chính là anh Võ Đông đây. Bởi vì đơn giản một điều rằng anh Võ Đông cũng bán mật ong.
với lập luận của đồng nghiệp tôi đây, Quý Bình, thì có lẽ là nếu mà cứ bán mật ong thì sẽ hát ngọt, còn như vậy thì bằng như là anh Thành và anh Lợi sẽ có cái tiếng hát có mùi xăng dầu, hoặc như là vị giám khảo Ý Lan của chúng ta còn nhớ là hiện tượng anh thợ xây Văn Sĩ của mùa solo cùng Bolero năm ngoái. Không lẽ những người thợ xây sẽ hát bằng tiếng hát có mùi xi măng và có tiếng máy khoan, máy đục, máy cưa chăng? Vâng, năm nay một lần nữa tiến bước đến solo cùng Bolero là nhà thầu xây dựng Nguyễn Văn Vĩnh. Và liệu gạch cát, xi măng sẽ ngọt ngào hơn mật ong hay chăng? Sân khấu của Bolero chính là sân khấu của những bất ngờ thú vị nhất trong nhạc phẩm sau đây, trong tầm mắt đời của nhạc sĩ Tú Nhi. Nhiều khi tôi muốn bỏ đi người đời đi mua gian dối, ưa thèm phù phiếm xa hoa, có chăng chỉ là mơ Võ Đông. Riêng tôi thì thấy là sau mỗi câu hát anh kéo một chút, đừng có ngắt ngay, thì nó sẽ làm cho cái sự xúc động của người nghe nó dâng lên hơn. Tôi cũng đồng ý với lại cô Lệ Thu ở điều là những cái chữ cuối của em đó, em cắt nó quá ngắn đi, thành thử ra tôi không hiểu rằng là em chưa muốn hay là em chưa biết cách để ngân. Thật sự ra loại nhạc Bolero không đòi em ngân nhiều đâu, nhưng ít ra em có thể vuốt một cái đuôi của cái câu hát, của cái chữ cuối cùng để đóng lại câu hát của em, và rất là quan trọng cho sự thành công của mình. Thế nhưng mà em thì em bán mật ong, cho nên là tôi cũng tin rằng là ít nhiều gì thì chắc em cũng phải có uống mật ong rồi đấy. Thành ra hát rất là ngọt ngào. Tôi cảm ơn em cho phần trình diễn của em. Riêng anh Nguyễn Văn Vĩnh rất là hay, không có điều gì để nói cả. Với cá nhân tôi ngồi trên ghế của ban giám khảo, đây là một cái niềm hân hạnh, và chúng tôi cũng được chia sẻ với đầy hảo ý với các anh. Bản nhạc anh hát rõ ràng, tình cảm đẹp, nhưng anh cần phải tình cảm nhiều hơn nữa. Tiếng hát của Vĩnh rất đặc biệt. Tôi nghe được những nức nở trong tiếng hát của Vĩnh, tuy nhiên cần phải được rõ hơn. Tại vì khi mà em hát đến cái chữ cuối cùng, em hay buông nó ra, mà buông nó ra thì lại không còn được nghe rõ được cái chữ nữa. Thật sự ra nói rằng là cái màn hát cuối cùng này, hai người nam thí sinh này đã hát đúng với thể cách để mà hát dòng nhạc Bolero. Vâng, cảm ơn quý ban giám khảo. Vậy thì Quý Bình nè, mật ong hay là bê tông sắt thép nào? Nếu như mà Thúy Miêu hỏi là cái nào nó ngọt hơn thì tôi sẵn sàng trả lời được thôi. Và nếu như Thúy Miêu hỏi rằng cái nào nó sắt đá, nó cứng cỏi hơn thì tôi cũng trả lời được thôi. Xin được chúc mừng cho người